Cái mã mặt hàng mà em nghĩ là mùa nào cũng dùng, nữ hiện nay dùng nhiều, nam thì tiêm về dưỡng, còn nữ thì mọi người cập nhật xu thế hiện nay trend, các cái trend, hay là mỗi chị em con gái khi ra đường ít nhất trong túi đều có trên một khoảng son 1 đến 2, nhiều nhất là 3 luôn. Son dưỡng có, son bóng có, son lì có, son thỏi có đấy, để mà mình biến hóa. Tại vì son hiện nay có nhiều chức năng, không những là làm mình làm son môi đâu, mình còn có thể dùng son để thay cho cái mắt này, à, má hồng này. Má hồng thì hiện nay có rất nhiều cái loại kết hợp, ví dụ như 2 trong 1, vừa làm son vừa làm kem má hồng đấy, cái màu rất là dễ thương luôn, dạng hồng hoặc là đậu in các chị hay dùng ấy mọi người đấy. Thì Aja Cosmetics có cập nhật xu thế đấy kịp thời, cũng như là những cái mã ví dụ như là tẩy tế bào chết cho môi, ủ môi, dưỡng môi, son tinh có màu, son bóng có màu, bóng màu đều có luôn. Các anh chị mình quan tâm về gia công, quan tâm về sản xuất thương hiệu cá nhân mà mình chưa có nhà máy, chưa có đơn vị cung cấp những cá chất phần ruột này, bao bì đóng gói chết lót, hay là hỗ trợ về pháp lý, thì Aja Cosmetics có hỗ trợ cho mọi người đầy đủ luôn, từ A đến Z luôn. Ngoài ra thì đối với những anh chị nào mà mình mới bắt đầu kinh doanh, hay là cái bên mình đã có đơn vị cung cấp bao bì rồi, mình có thể chiết lót ngay tại nhà, hoặc là mình có máy chiết lót rồi, thì Aja Cosmetics có hỗ trợ người, đó là gia công bán sản phẩm nha, tức là chỉ giao cho mình cái phần ruột thôi ấy, mọi người.